Vâng, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Vinamilk xin hướng dẫn mọi người về cách lắp đặt hệ thống dây chuyền bảo vệ lít của sữa thần trùng. Và sau đây thì tôi sẽ thực hiện từng bước để lắp đặt dây chuyền bảo vệ lít này như sau. Khi chúng ta nhận máy về thì nó sẽ bao gồm hai bộ phận chính, đó là hệ thống nồi nấu bảo vệ lít và bộ phận làm lạnh. Khi nhận máy về thì quy trình đầu tiên là chúng ta chuẩn bị là lắp đặt những cái phụ kiện. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp đặt cái van nước. Khi lắp xong thì đây là cái ống hơi của bồn nấu. Thì khi chúng ta vận hành thì chúng ta cần lắp cái này vào trong máy. Đây là cái phễu để chúng ta cho bật nguyên liệu vào trước khi xay. Về cơ bản khi để vận hành thì chúng ta cần lắp đặt hệ thống nấu 40 lít và với bồn hệ thống làm lạnh. Thì để kết nối này thì chúng ta sẽ bao gồm cái đường nối kết nối về hai bên. Và sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người kết nối giữa máy nấu 40 lít và hệ thống làm lạnh. Khi chúng ta nhận máy về thì chúng ta sẽ gồm có những cái bộ kết nối như này. Chúng ta sẽ siết chặt như này. Đó, siết chặt cái này vào trong máy. Cái khớp nối giữa hai bộ phận thì chúng ta sẽ siết cái này vào. Bơm nối. Còn đầu còn lại thì chúng ta sẽ nối với bơm của hệ thống làm lạnh. Đây là cái công đoạn mà chúng ta kết nối giữa hai bộ phận đã xong. Thì tiếp theo là chúng ta kết nối giữa cái bồn chứa và cái hệ thống làm lạnh bằng đá. Thì cái này thì chúng ta chỉ cần mở cái râu này ra. Mở râu ra xong rồi chúng ta sẽ siết chặt cái này lại. Mà lắp đặt. Hai bà nói. Khi lắp đặt như thế này thì chúng ta cần lắp đặt chặt giữa hai bộ phận kết nối này để cho nó không bị chảy nước trong quá trình vận hành. Vậy là tôi đã hướng dẫn cho mọi người lắp đặt cái dây chuyền hệ thống nấu sữa 40 lít thanh trùng. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách vận hành máy này. Để vận hành cái máy này thì trước tiên thì chúng ta cần chuẩn bị cái nguồn điện là 50A. CB 50A thì chúng ta sẽ kết nối với nguồn điện của mình. Rồi tiếp theo là cái bộ phận tiếp theo là cái bơm mà để chúng ta bơm dịch lên. Thì chúng ta có thể thiết kế ổ cắm để chúng ta cắm để vận hành bơm lên, hoặc là chúng ta thể thiết kế CB. Chúng ta lắp hệ thống điện xong thì tiếp theo là chúng ta lắp hệ thống cấp nước vào và hệ thống thoát nước ra. Thì máy của chúng ta thì có một cái đường ống nước ở đây là chúng ta có thể nối cái nguồn nước của mình vào đây. Nguồn nước này mục đích của nó sẽ cấp nước vào trong bồn nấu, và khi chúng ta vận hành thì chúng ta cần ở đây là cái van để xả nước vô cái bồn hơi. Đây là cái ống thủy tinh để chúng ta xác định cái mực nước. Đó, khi nguồn nước cấp đã được cấp vào đây thì chúng ta mở cái van này ra, thì khi đó nước nó sẽ chảy lên theo cái đường ống thủy tinh này. Về lượng nước tối thiểu chúng ta cần phải cho nước vào vượt mức thấp so với mức thấp nhất ở đây và không được quá so với mức cao nhất ở đây. Thì khi chúng ta cho nước vào tới cái mực yêu cầu thì chúng ta siết cái van đỏ này lại để kết thúc quá trình cấp hơi nước. Và trong quá trình vận hành nấu thì chúng ta lưu ý là phải cấp nước vô liên tục để cho nó không quá cái mực thấp nhất. Nếu mà nước thấp quá thì nó sẽ làm cháy điện trở. Rồi, tiếp theo ở dưới này thì chúng ta có cái van xả. Ở dưới van này thì chúng ta có thể lắp cái đường ống. Lắp đường ống đi ra ngồi để khi chúng ta xả nước trong nồi hơi ra. Và bên cái hệ thống. Và trong cái bồn làm lạnh này thì chúng ta cũng có một cái van để thoát dịch ra. Thì chúng ta có thể lắp một cái đường ống để chúng ta thoát dịch ra, thoát nước khi cần thiết thải ra ngoài. Đây là cái công tắc mà chúng ta có thể điều chỉnh.
khi chúng ta đã lắp hệ thống điện và hệ thống nước hoàn thành, thì để chuẩn bị cho công đoạn xây, thì đây là cái cối để chúng ta xây nguyên liệu. Máy của chúng ta nó sẽ bao gồm đây là cái vải lọc và đây là cái cối đá. Và ở trong cái này thì chúng ta sẽ có cái cối đá. Khi chúng ta xây thì chúng ta cần phải lắp đặt hai cái này khít vào nhau. Sau đây tôi sẽ thực hiện công đoạn lắp đặt. Rồi đây là cái bóng cái chấu để chúng ta lắp đặt để cho nó giữ chặt cái cối đá. Xong. Và chúng ta lưu ý rằng trong quá trình xây thì chúng ta cần điều chỉnh cái cối đá làm sao cho nó vừa khít, thì lúc đó thì cái nguyên liệu chúng ta xây nó sẽ lọc được ép được tối đa hiệu quả hơn. Thì đây là cái nút để chúng ta điều khiển cái khoảng cách giữa hai cái cối đá. Khi mà chúng ta xây ngược chiều kim đồng hồ, chúng ta cùng kim đồng hồ thì nó sẽ làm lỏng cái cối đá ra. Còn khi chúng ta quay ngược chiều đồng hồ thì hai khối đá nó sẽ khít lại gần nhau hơn. Và khi chúng ta điều chỉnh khối đá ok xong thì chúng ta tiến hành là công tác là xây. Đây là cái phễu để chúng ta để nguyên vật liệu vào. Thì trong quá trình xây thì chúng ta mở cái nguồn nước cấp. Đây là công nước cấp. Thì trong quá trình thì chúng ta mở cái van này ra chảy một lượng phù hợp để chúng ta tiến hành công đoạn xây. Thì khi chúng ta chuẩn bị xây rồi thì trong quá trình cho nguyên vật liệu thì đây là cái công tắc màu đỏ này. Công tắc màu đỏ này là công tắc để vận hành máy bơm. Khi chúng ta bật công tắc màu đỏ này thì lúc đó cối xây của chúng ta nó sẽ vận hành và nó sẽ xây. Khi chúng ta có nguồn điện vào thì ở đây nó sẽ hiển thị nút màu sáng. Và đây là cái vải lọc để chúng ta gắn vào. Đây là cái bộ phận mà để bả nó khi trong quá trình xây nó sẽ ra ở đây. Thì trong quá trình trước khi xây thì chúng ta cần lưu ý là chúng ta sẽ che cái túi vải này lại. Thì khi đó chúng ta sẽ cho một cái thau để nó hướng bả, thì hướng bả ra hướng này. Trong quá trình xây thì dịch nó sẽ theo cái đường ống này, nó sẽ vô trong bồn nấu của chúng ta. Khi kết thúc quá trình xây thì chúng ta bắt đầu định mức những nguyên phụ liệu theo công thức. Khi định mức xong thì chúng ta bắt đầu là vận hành công đoạn nấu. Thì đây là cái công tắc màu xanh này, khi trước khi vận hành nấu thì chúng ta sẽ nhấn con nút xanh này thì đèn này nó sẽ sáng lên. Và đây là cái công tắc mà chúng ta điều chỉnh nhiệt độ. Đó, đây là các mức nhiệt độ 30, 40, 50 và 60. Thì nếu bạn mua máy của công ty chúng tôi thì chúng tôi sẽ cung cấp cái thông số cụ thể cho cái giai đoạn nấu trong cái quy trình. Rồi, kết thúc quá trình nấu thì chúng ta cần bật bơm để chúng ta bơm qua cái bồn chứa. Thì lưu ý rằng trong quá trình nấu thì cái van này thì chúng ta nó sẽ khóa lại. Khi mà chúng ta tiến hành bơm qua bồn chứa thì cái van này chúng ta cần mở ra. Và sau đó thì chúng ta tiến hành là bật cái công tắc bơm lên để cho nó bắt đầu nó bơm lên trong bồn chứa này. Lưu ý rằng khi mà chúng ta bơm qua bồn chứa thì cái van này chúng ta cần khóa lại. Khi nào bắt đầu công đoạn chiếc rốt qua cái bộ phận này thì lúc đó thì chúng ta mới bắt đầu là mở cái van này xuống. Còn đây là cái môi trường để chúng ta chứa hỗn hợp lần lạnh. Thì nếu bạn mua trực tiếp máy của chúng tôi thì chúng tôi sẽ hướng dẫn về cái dụng môi lạnh để chúng ta bổ sung vào này trong quá trình chiết rốt. Trong quá trình chiết rốt thì dịch của chúng ta nó sẽ, đây là cái van để chúng ta chiết rốt dịch. Đây là máy 40 lít nên chúng tôi thiết kế một van chiết rốt. Nếu bạn có nhu cầu là nhiều van chiết rốt thì chúng tôi sẽ thiết kế thêm. Vậy là tôi đã vừa hướng dẫn xong mọi người về cái quy trình lắp đặt và những cái hướng dẫn vận hành sơ bộ của hệ thống dây chuyền nấu sữa 40 lít. Và các bạn có thắc mắc nào thì có thể liên hệ với công ty trách nhiệm thực phẩm của tôi Việt Nam để chúng tôi tư vấn thêm.